Rồi chúng ta sẽ tạo một cái project mới ở trong cái folder Java, và các bạn tạo là 00 BS17300 tên Bình, và chúng ta làm lab 4. Đang nhỏ xíu. Rồi, chúng ta đã có được lab 4. Và trong lab 4 này thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái class sản phẩm. Nhớ là tạo class sản phẩm là tạo riêng nha. Tạo class sản phẩm của chúng ta. Để coi thử trong này có mở được không đây. Java. Lab. Rồi chúng ta có ở đây là tên sản phẩm là string, giá đơn giá là double, giảm giá double. Vậy chúng ta sẽ khai báo ở đây. Vậy chúng ta dùng public hay là để trống default các bạn, hay là dùng private? Chưa nói gì hết đúng không? Thì ở đây là trong đề người ta không có nói gì, thì thôi mình cứ để bình thường ha. Đó, hướng dẫn. Như vậy ở đây mình sẽ khai báo tên sản phẩm là string. Tên sản phẩm. Rồi, đơn giá double. Các bạn khai báo kiểu dữ liệu double là kiểu nguyên thủy nha. Các bạn không có dùng lớp bao. Không dùng lớp bao. Các bạn khai báo nguyên thủy hết. Rồi, double là đơn giá. Và double giảm giá. Rồi. Rồi mình khai báo gì nữa nào? Mình có phương thức là get thuế nhập khẩu và xuất void. Get thuế nhập khẩu và xuất void. Như vậy ở đây người ta sẽ nói có gì? Gồm hai phương thức thuế nhập khẩu và xuất thông tin ra màn hình. Thông tin ra màn hình gồm tên sản phẩm, đơn giá, giảm giá, thuế nhập khẩu. Giảm giá nhập khẩu là 10%. Như vậy thì dựa ở đây mình chỉ có đơn giá thôi, mình không có số lượng. Như vậy thì mình giảm giá 10% thôi. Ở chỗ này mình sẽ viết một cái phương thức là giảm giá. Như vậy ở trong này người ta đã nói đến cái kiểu trả về là thuế nhập khẩu của mình, là kiểu trả về. Kiểu trả về là double. Về chỗ này thì cái phương thức là thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu. Tham số đưa vào không cần. Không cần tham số đưa vào. Rồi ok. Chỗ này nó canh như vậy là không có ổn ha. Chúng ta phải canh code lại. Ủa, bị gì vậy? Bị gì mà sao code của mình nó nhảy vậy? Đúng ra cái này nó phải canh ở đây chứ. Rồi, double thuế nhập khẩu là bằng 10% đơn giá. Thì mình sẽ return đơn giá. Nhân.
Rồi đơn giá nhân cho 10% tức là 0.1. Double thuế nhập khẩu. Quên. Quên. Bậy bạ không à. Biết gì không? Quên mấy bác ơi. Không phải. Nãy giờ đã tạo cái class sản phẩm đâu. Thiệt tình luôn á. Rồi, tạo một cái class sản phẩm. Trong class sản phẩm chúng ta sẽ tạo ba cái thuộc tính. Được chưa? Và chúng ta tạo một cái phương thức là thuế nhập khẩu. Được không? Già cả khổ quá. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ tạo một cái phương thức là xuất. Rồi, xuất. Xuất của mình cũng là phương thức rỗng luôn, không có giá trị đầu vào. Vậy mình sẽ xuất ra cái gì? Người ta yêu cầu mình xuất ra cái gì? Xuất ra là tên sản phẩm, đơn giá, giảm giá, thuế nhập khẩu. Tên sản phẩm. Rồi, chỗ này mình sẽ cộng tên sản phẩm. Rồi, cộng đơn giá. Cộng đơn giá. Cộng giảm giá. Cộng thuế nhập khẩu, cộng bạn sẽ gọi cái hàm thuế nhập khẩu vô đây, gọi cái phương thức đó vô đây. Như vậy là mình đã viết xong cái phương thức thuế nhập khẩu và phương thức, chỗ này nó có chữ get không, get thuế nhập khẩu. Rồi, ok, thêm chữ get vô, thêm chữ get, muốn thì chiều thôi. Get thuế nhập khẩu, get thuế nhập khẩu. Như vậy mình đã xong bài là một. Bài 2, tạo ra hai sản phẩm có thông tin được nhập từ bàn phím, sau đó gọi phương thức xuất hai thông tin đối tượng sản phẩm đã tạo ra. Rồi, ở bên này được chưa? Rồi, ở bên này là sản phẩm nè. Ở bên này là hàm main nè. Chúng ta sẽ khai báo một cái sản phẩm bằng sản bằng new sản phẩm. Được chưa? Rồi, sản phẩm chấm gì đây, nhập từ bàn phím đúng không? Người ta nói là yêu cầu gì? Gọi phương thức nhập của hai đối tượng từ bàn phím, gọi phương thức xuất. Ở đây người ta yêu cầu là gọi phương thức nhập nhưng mà mình chưa viết. Vậy bây giờ mình sẽ viết cái chương trình tạo ra hai sản phẩm được nhập từ bàn phím nè, nhưng mà không phải là nhập bên ngoài mà mình dùng phương thức nhập. Ở đây người ta nói là tạo một cái phương thức nhập nè, được chưa? Gọi phương thức nhập. Như vậy thì mình sẽ xây dựng cái phương thức nhập cái đã. Chỗ này mình có sản phẩm một nè, sản phẩm 2 nè, sản phẩm 2 nè. Bây giờ bên này chưa có phương thức nhập nè, mình sẽ viết phương thức nhập. Hôm trước giống y chang như là mình đã viết ở cái bài ví dụ rồi. Nhập sinh viên đúng không? Nhập. Vậy thì mình sẽ nhập cái gì đây?
Muốn nhập được thì phải cần đến gì ta? Scan ha. Muốn nhập được thì phải cần đến scan. Này nhớ import vô nha. Các bạn nhớ import java.intel.scan vô. Import.java.intel.scan bằng scan new scan system chấm in. Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ nhập cái gì? Nhập tên sản phẩm. Tên sản phẩm cách ra cái này xài print. Rồi xuống đây tên sản phẩm sẽ bằng scan chấm net line chấm phẩy giá sản phẩm. Giá sản phẩm đơn giá 2 chấm. Chỗ này có bạn nào khuyên thầy nên viết kiểu gì cho tốt không? Nên viết sao đây? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng integer để ép kiểu qua đúng không? Đặt in đúng không? Rồi, và chúng ta khai báo cái kiểu là double chấm bạch double nha. Bạch double scan chấm net net line. Hiểu được chỗ này không? Hả? Mình khai báo đơn giá là kiểu double, cho nên đợt bình thường mình nhập á, nếu bình thường mình nhập nó sẽ là chỗ này là đơn giá trước chứ, chỗ này là đơn giá. Nếu bình thường mình nhập là đơn giá nó sẽ bằng scan chấm net double, bình thường mình sẽ nhập như vậy. Nhưng mà mình nhập như vậy đó thì nó sẽ bị trôi lệnh, có thể bị trôi lệnh thôi chứ không phải lúc nào nó cũng trôi, vì đơn giá nó chỉ lấy con số thôi, còn cái dấu enter nó bỏ, dấu enter nó bỏ, đôi khi xui nó gặp một cái lệnh nhập khác thì nó lại lấy cái dấu enter nó vô, nhất là netline ở tiếp theo và nó dấu enter vô. Còn nếu mà net double tiếp thì không sao hết. Đó, tránh trường hợp trôi lệnh nha. Chú ý chỗ này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp là dùng netline. Netline tức lấy luôn cả dấu enter. Sử dụng luôn cả dấu enter và chuyển cả cụm vừa số vừa dấu enter đó thành đơn giá. Tức là sau cái lệnh này nó đã hủy cái dấu enter trôi nổi. Sau cái lệnh này nó đã hủy cái dấu enter trôi nổi. Rồi, mình sẽ xuất ra một cái tiếp là giảm giá. Và chúng ta sẽ có giảm giá bằng tương tự như vậy. Double chấm và double scan chấm netline. Ok, chúng ta đã có được cái đơn giá và cái sản phẩm nhập và xuất. Như vậy thì ở bên này chúng ta viết xong thì bên cái class mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ gọi là sản phẩm một chấm gì nào, chấm nhập
hết rồi, xuất ra một cái xuống dòng cho nó rộng rãi. Sản phẩm 2 chấm nhập, rồi xuống dòng sản phẩm 1 chấm xuất, thế thôi. Sản phẩm 1 chấm xuất, chỗ này chúng ta ghi là thông tin sản phẩm đã nhập, được chưa? Thông tin sản phẩm đã nhập mình. Ủa, no 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 no, bị nhầm nhầm chỗ đúng không? Nhầm chỗ, nhầm chỗ. Đây, thông tin sản phẩm đã nhập chỗ này. Rồi, sản phẩm 2 chấm xuất. Ok, như vậy mình đã xong chưa? Xong bài 2 chưa? 4 điểm. Mấy điểm rồi? 4 điểm. Ngày hôm sau mà thầy hỏi mà không biết là thầy cho không điểm nha. Chứ code là coi như là thầy code hết trơn rồi, có gì đâu nữa mà code. Thầy hỏi từng lệnh một đó, không biết là không điểm nha. Thầy sẽ hỏi từng lệnh đó làm gì, tại sao là phải nhớ đó. Nhớ là viết lại nha, xóa code viết lại đó nha. Được không? Rồi, ok, chúng ta tên sản phẩm đây. Tên sản phẩm ví dụ như là sữa chua. Đơn giá bị gì đây ta? Đơn giá là 25, 123. Giảm giá 10%, ví dụ thế. Rồi, tên sản phẩm thứ hai. Trà sữa. Đơn giá 40, 123. Giảm giá 10%. Rồi. Như vậy thì ở chỗ này, cái phần này là bị lỗi nè, mình tính sau nè. Rồi, đơn giá 25 giảm giá thuế nhập khẩu 10%. 10% là còn 2.500. Rồi, chỗ này là 40.000, 10% là còn 4.000. Được không? Như vậy là mình đã xong bài 2 rồi. Xong bài 2. Đến bài 3, người ta nói là nâng cấp lớp sản phẩm bằng cách bổ sung public cho các đặc tả truy xuất, phương thức xuất và private cho gate thuế nhập khẩu. Thì đơn giản là làm gì? Phương thức xuất mình thêm gì? Thêm public chứ. Public. Rồi gate thuế nhập khẩu này mới private. Đó, rồi ok, gì nữa nào? Đồng thời bổ sung hai hàm tạo. Tạo thứ nhất gồm 3 tham số. Hàm tạo tức là hàm khởi tạo đó. Hàm khởi tạo. Insert hàm khởi tạo là insert chỗ nào? Đặt con trỏ ở dòng thứ mấy là đúng? Đặt ra. Đặt 23. Rồi, ok. Có ai có ý kiến khác không? Rồi, 19. Chắc chắn là phải 19 nha. Bởi vì hàm khởi tạo là hàm đầu tiên, phương thức khởi tạo là phương thức đầu tiên xuất hiện trong class. Cho nên chắc chắn mình phải đặt ở dòng 19 sau các thuộc tính là phương thức khởi tạo. Chỗ này bạn có thể insert code cho nó nhanh, còn không thì viết vào. Đôi khi các bạn insert code nhưng thầy muốn các bạn viết, các bạn phải tự xóa và viết lại. Được không? Được không? Hello. Được nghe. Rồi, người ta nói insert thêm một cái phương thức mà chỉ có hai thôi, tức là
tên sản phẩm và đơn giá thôi, không có giảm giá. Vậy lúc này giảm giá ở đâu ra? Giảm giá ở đâu ra? Giảm giá bằng không, hoặc là người ta gợi ý cho mình, hoặc là người ta gợi ý cho mình sẽ dùng một cái từ khóa rất hay đó, dùng một từ khóa rất hay. Không thấy cái chữ sản phẩm đâu hết trơn, không thấy chữ sản phẩm đâu hết trơn. Mà làm sao chỗ này chúng ta không cần gán nữa, không cần gán nữa, mà chúng ta sẽ gọi cái gì? This, mở ngoặc, tên sản phẩm phẩy, đơn giá phẩy, không, có nghĩa rằng mình đang làm gì vậy ta? Cái này là mình đang làm gì đây? Cái này là cái gì? Mình đang gọi cái phương thức này đó mấy em. Cái này nè, là mình đang gọi cái phương thức ở trên này nè. Mình đang sử dụng cái phương thức ở trên đó. Phương thức ở trên là có 3 tham số đầu vào. Và mình gọi nó, mình truyền tham số thứ nhất là tên sản phẩm, truyền tham số thứ hai là đơn giá, và truyền tham số thứ ba giảm giá là không. Được không? Đó, ok, tức là mình gọi lại cái hàm ở trên bằng cách dùng cái chữ this, không có cái tên phương thức nào hết trơn, tức là gọi lại chính cái phương thức đã xây dựng, là phương thức khởi tạo. Sử dụng một hàm để tạo sản phẩm, là sản phẩm 3 đi ha, rồi có tên và đơn giá thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái sản phẩm 3. Ủa sao lỗi ta? Bạn nào phát hiện tại sao lỗi? Bây giờ hai cái sản phẩm 1, 2 này thầy không muốn truyền tham số. Ok nha. Rồi những bạn này thì chấm điểm thì khỏi phải quan tâm rồi đúng không? Mình sẽ khởi tạo một cái hàm khởi tạo mà không có đối số. Hàm khởi tạo không có đối số, không có bất kỳ một đối số nào hết. Và ở bên này hết lỗi, hết lỗi nha. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái sản phẩm 3, tạo một cái sản phẩm 3. Và sản phẩm 3 này của mình sẽ đặt vô đây một cái tên, ví dụ như là dưa leo, dưa leo. Đơn giá mình cho là 12.000. Ok, đơn giá là 12.000. Rồi bây giờ có cần sản phẩm 3 này có cần nhập không? Không nha, bởi vì sản phẩm 3 là mình đã có gán giá trị ban đầu rồi, cho nên không cần nhập vẫn xuất được. Sản phẩm 3 không cần nhập vẫn xuất được. Rồi sản phẩm 1, thịt heo giá 75k, 123, giảm giá 75.000, giảm giá 1.000. Tên sản phẩm 2, tên sản phẩm 2 gạo. Đơn giá 30.000, giảm giá 5.000. Ok, mình có thông tin sản phẩm đâu rồi?
Thông tin sản phẩm. Thịt heo 75 giảm 1.000 thuế nhập khẩu. Gạo đơn giá giảm 5.000 thuế nhập khẩu. Dưa leo 12.000 đơn giá không thuế nhập khẩu. Được chưa? Cái này là sản phẩm 3 nè. Được không? Dễ quá mà, 6 điểm rồi. 6 điểm rồi. Tiếp tục. Nâng cấp sản phẩm. Khai báo các trường dữ liệu với đặc tả truy xuất là Revit để hạn chế truy cập trực tiếp đến các trường sau này. Trường này sau đó bổ sung các phương thức get và set để đọc dữ liệu. Trời ơi, sao nó đơn giản thế? Ở chỗ này chúng ta khai báo vô đây là private. Rồi. Được chưa? Rồi làm gì nữa nào? Insert code. Insert là một chuyện nha, thầy biểu xóa đi viết lại là phải làm được nha. Được không? Chứ không phải là cứ insert đây khỏe quá là đến khi thầy biểu xóa đi làm lại một phát là không được là tiêu quá nha. Đó, nó insert cho mình từ đây nè. Từ đây nè. Từ đây nè. Đến đây nè. Đó. Insert một đoạn code. Được không? Không sao mà thầy biểu mà xóa đi tự viết lại chứ không phải là insert code. Viết được không? Cũng những giọng nói thân quen không, còn những giọng nói khác không biết là ở đâu rồi. Đừng có ngủ nha, giờ này đừng có ngủ nha, giờ này để dành cho ai ngủ hả? Giờ này là giờ của ai, giờ này là ai ngủ với bạn? Thôi giờ này thức dậy nha. Rồi thuế nhập khẩu, bây giờ mình sửa lại thuế nhập khẩu nha. Thuế nhập khẩu là nếu như đơn giá dưới 5.000 á, 500.000, đơn giá dưới 500.000 thì thuế nhập khẩu bằng 0. Hồi nãy mình ghét thuế nhập khẩu của mình là gì? 10%. Thuế nhập khẩu là 10%, cái nào cũng 10% hết. Còn bây giờ mình sẽ viết lại một cái thuế nhập khẩu khác. Thuế nhập khẩu khác. Như vậy thì cái thuế nhập khẩu này nếu như bạn muốn thì bạn sẽ xây dựng lại bằng cách là bạn có cái phương thức override, tức là viết lại thử nha. Override cái phương thức này. Ví dụ chỗ này mình retain đi cho nó khỏi lỗi cái đã. Rồi, về chỗ này sao đây? Mình override được không? Rồi. Như vậy thì ở chỗ này mình chưa sử dụng được override, để hồi nào thì chỉ mình sẽ phải là một cái thuế nhập khẩu ha. Nếu như mình muốn mình sử dụng một cái thuế nhập khẩu ha. Ha, cái phương thức override này hay lắm. Tức là mình sẽ viết lại. Nhưng mà hiện nay hai cái hàm của mình, hai cái phương thức của mình là trùng tên. Cho nên mình sẽ viết lại cách khác. Thuế nhập khẩu ha. Nếu gì nào? Trong đề người ta nói rồi. Nếu. Nếu đơn giá nhỏ hơn 500, 1, 2, 3 thì retain không. Rồi ok, còn không nếu đơn giá bé hơn 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 thì return mấy nào, 5%, 0.5,
không 0.05 chứ. Ừ rồi. Ghét thuế nhập khẩu để coi nào. Ghét thuế nhập khẩu. Rồi ok, 5% nhân đơn giá. Nhân đơn giá. Còn không. Ừ, 0.1 nhân cho đơn giá. Rồi. Như vậy là chúng ta đã viết được cái hàm get nhập khẩu, get thuế nhập khẩu 2. Và chúng ta sẽ nhập vào 3 sản phẩm với 3 mức giá khác nhau để xuất thuế nhập khẩu khác nhau. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để làm. Rất là nhiều cách để làm. Một là các bạn nhập ở đây. Hai là các bạn gán trực tiếp. Gán trực tiếp. Vậy bây giờ mình sẽ nhập đi ha. Rồi, giả sử chỗ này mình gán. Bây giờ chỗ này mình vẫn gọi nhập. Mình vẫn gọi nhập sản phẩm 3 chấm nhập. Thì theo các bạn chuyện gì xảy ra? Theo các bạn chuyện gì xảy ra? Nếu ở đây mình vẫn gọi nhập. Chuyện gì xảy ra nè? Xuất dữ liệu nhập hay là xuất dữ liệu gán? Rồi ok, chạy nha. Mình có 3 sản phẩm. Mình sẽ nhập sản phẩm một cái là dưới 500, dưới 1 triệu và trên 1 triệu. Rồi, TV. TV quên hoài, quên sửa cái nhập này hoài. Sửa đi. Sửa đi cho nó dễ nhìn con. Cứ nhảy xuống dưới khó chịu quá. Nhảy xuống dưới kỳ kỳ. Các bạn lập trình các bạn kiếm cái màn hình lớn lớn á. Ha, bên này class chạy nhìn đã lắm. Màn hình máy thầy hơi nhỏ. Tên sản phẩm TV. À, giá sản phẩm 4 triệu. 4 triệu. Dưới 500 ngàn, 400 ngàn, 1 2 3 1 2 3. 400 ngàn. À, giảm giá 200. 1 2 3. 20 ngàn, 200 ngàn. Rồi tên sản phẩm thứ hai, tủ lạnh. Tủ lạnh đơn giá là 8 triệu. 1 1 2 3, 1 2 3. Giảm giá 200 ngàn, 100 ngàn. 1 2 1 2 3. Rồi tên sản phẩm tiếp theo là tivi, tủ lạnh, máy giặt. À, điều hòa đi, máy lạnh. Máy lạnh. Đơn giá là 15 triệu. 1 2 3 1 2 3. Giảm giá 3 triệu. 1 2 3 1 2 3. Rồi. Đây, đã nhập đầy TV. Không giảm. Có giảm không ta? À, mình sai gì? Sai gì? Sai gì vậy? Sai gì mà nó vẫn giảm vậy mấy đứa? 18 triệu nè, nó vẫn giảm rồi. Chỗ này 15 triệu nè, nó vẫn giảm rồi. Giảm 10% hết. Tại sao? Ừ. Thì ghét thuế nhập khẩu đúng rồi. Ghét thuế nhập khẩu là đúng rồi. Tại vì cái đề người ta yêu cầu là tính lại thuế nhập khẩu mà. Tại sao là thuế nhập khẩu này 10% hết?
Người ta nói là có cái không, có cái 10, có cái 10, có cái 5 mà. Biết sao không? À, chưa sửa lại hàm. Chưa sửa lại hàm. Hàm xuất của mình vẫn để cái cũ, cho nên là nó xuất cái cũ là đúng rồi. Rồi, bên này nhập mệt quá. Thôi bây giờ mình chạy thử ở chỗ này. Mình không nhập nữa. Mình làm gì? Đặt vô đây đi. Tên sản phẩm. TV. Giá sản phẩm. Giá sản phẩm chỗ này là 4 triệu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hãy giảm giá bỏ đi. Rồi. Chỗ này. Tủ lạnh. Phải giá sản phẩm 8 triệu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chỗ này dưa leo 15 triệu. 1, 2, 3. Được không? Đó. À, bị cái này là sao ta? Bị cái này là sao? Rồi giờ mình làm sao? Giờ mình phải phải sao nào? Đúng rồi, Khánh giỏi quá. Mình sẽ print hết chỗ này và đơn giá phần trăm hết phải chỗ này. Trong lúc chấm bài có phải là thầy yêu cầu các bạn đổi qua đổi lại không? Nhớ không? Có nhóm nào yêu cầu đổi không? Có đúng không nào? Phần trăm F xịt N phải. Nhớ nha, tùy trường hợp mà chúng ta dùng green light hoặc là green F, tùy linh động chỗ này nha. Rồi chạy lại nào. Rồi, dưa leo 12 triệu. Giảm giá 10%. Cái này. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao nó vẫn giảm giá cái này 10, thuế nhập khẩu vẫn vậy ta? Thuế nhập khẩu. Sao nó không ra cái thuế nhập khẩu 2? Thuế nhập khẩu 2. Thuế nhập khẩu 2. Double. Không. Không. Nhỏ hơn. Ôi. Thầy ghi sai. Thầy ghi sai. TV nhỏ hơn 500 ngàn mà. Thì cho cái quá lố. 500 ngàn thì 400 ngàn thôi. Cho gì quá lố đi mà. Làm sao mà nó giảm được. Nhỏ hơn 1 triệu. Nhỏ hơn 1 triệu là 800 ngàn. Cho 8 triệu sao được. Được không? Rồi ok. Lớn hơn 1 triệu. Thì cái này 1 triệu 2. Ham hố quá. Cho số lớn. Rồi, ok. Bạn này nhỏ hơn 500 ngàn. Thuế nhập khẩu 0%. Bạn này 800 ngàn, thuế nhập khẩu 5%. Bạn này trên 1 triệu, thuế nhập khẩu 10%. Được không? Rồi, mình muốn bỏ mấy số 0 này đi được không ta? Dễ không? Chỗ này ghi gì? Chấm công nha, hồi thầy hỏi đó nha. Rồi như vậy là hoàn hoàn thiện rồi đó, 10 điểm. Mà thầy chấm thì nhìn vô đây là tất nhiên là công sức các bạn gõ là thầy cho 5 điểm thôi, hỏi vài câu cộng điểm lên.
nha, công thức gõ nộp bài đúng thời gian đúng deadline 5 điểm nha. Nếu các bạn gõ hết trơn giờ sao? Rồi, ok, mình đã làm xong.